Chọc khe, cơ hội rất tốt, không được, chưa thể ra chân. Nhưng sau đó thì cầu thủ áo vàng cũng đã rất nhanh lẹ. Pha chờ bóng điểm rơi tương đối khó chịu và thủ môn bên phía Oso đã quyết định lựa chọn một phương án an toàn. Có thể sút. Quả đá sệt vào góc gần. Khá tốt. Một cơ hội. Cơ hội. Hơi chậm. Hai bên đang có quá nhiều những đường chuyền học. Không vào, rất đẹp tiếp. Rất nhẹ nhàng. Một quả đá sau khi bóng bật cột và đã giúp cho các cầu thủ Oso có được bàn thắng mở tỷ số. Ngay sau khi lập công thì cầu thủ ghi bàn đã xin rời sân. Người lập công dành cho Oso là Lương Ngọc Tú. Cơ hội. À, hay. Nhưng góc sút không còn rộng để thực hiện một quả đá thành công. Bóng không đi vào gôn. Nhưng trọng tài đã quyết định cắt còi và một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho thủ môn bên phía Oso. Quả đá rất tốt. Bóng đã đi xuyên qua rào và đánh bại nốt thủ môn của Oso. Một đều. Có thể sút. Lại là cơ hội để sút xa. Lần này là một cú sút tương đối chất lượng. Cơ hội. Không được. Lại Duy Minh. Quả đá. Đá đến chính cao cường. Hữu Châu. Cơ hội. Cú sút. Bóng đi khá căng. Song Toàn. Song Toàn di chuyển rất rộng. Hiệp 1 thì cầu thủ này đá với vai trò là một hậu vệ, nhưng hiệp 2 này Song Toàn đã vượt lên để đá tiền đạo. Quả đá rất tốt. Bóng được đưa vào khu vực trung tâm và ngay lập tức là quả đá 2-1 dành cho các cầu thủ Oso. Văn Toàn. Cú sút. Vẫn là một tình huống bắt bóng tốt. Rất long ngóng. Nguyễn Trung Hiếu vào sân. Cơ hội. Bàn thắng thứ hai dành cho Hà Văn Tuyền. Song Toàn. Cơ hội. Sút xa rất nhanh và khỏe. Văn Tuyền. Có thể sút. Bành. Không cần thiết phải như vậy. Không hiểu ý nhau. Nhưng rất may là thủ môn đã kịp thời để sửa sai. Như vậy là trận đấu giữa hai đội bóng CB Bank và Oso đã khép lại.
do that for me.